Anh ơi, dạo này em mệt quá, tối cũng chả ngủ được nữa, đau hết cả đầu rồi này. Thôi anh thương, em phải cố gắng quan tâm chăm sóc sức khỏe vào, có gì anh mua thuốc thôi nhá. À mà thôi, bây giờ em phải đi có việc đây, em nhắn tin cho anh sau nhá. Ok, bye bye. Bye. Alo ông ạ, người yêu tôi vừa mới đi rồi. Hôm trước ông vừa mới hẹn tôi một em chân dài nào mà ok lắm đúng không? Thế bây giờ tôi qua nhá, anh em kiểm tra tí. 5 minutes later. Ờ, em đến rồi. Dài thế nhá. Em ơi, ra mở cửa cho bạn anh. Chỉ cần mày vui là tao vui rồi. Cảm ơn mày, đúng là bạn thân của tao. Đâu, cái mặt mụn như nào đó ra xem nào. Em ơi, cho anh một phòng với. Dạ, phòng của anh đây ạ. Thế anh chị thích clip chất lượng full HD hay là 4K ạ? Còn chuẩn bị ạ. Thế thì cho anh hẳn 4K cho nó nét. Dạ vâng ạ, đây ạ, anh chị cho em xin ít thông tin đấy ạ. Đây đây. Vâng, em cảm ơn anh chị ạ. Đi đây. Fifteen minutes later. Bọn này bảo cho clip chả đây đâu. Em ơi, cho anh thêm làm tiền phòng với. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Của anh chị hết 200 nghìn ạ. Còn clip của anh chị thì em đã gửi riêng vào mail rồi ạ. Còn clip của anh chị thì em đã gửi riêng vào mail rồi ạ. When I heard, when I heard, when I heard that. Had a nigga in the cut when I heard that.